Evolve và Banjo đã hợp lại làm một. Ngoài việc có sức mạnh vượt trội từ hình dạng Evolve Dragon, hắn ta còn có cơ thể của Banjo, thứ mà tất cả những người khác đều không muốn đánh bại. Sento bản thân là một thiên tài, anh ta tất nhiên là có cách để giải quyết vấn đề này. Sử dụng sức mạnh của mảnh Pandora Pop tạo thành một chiếc hộp đặc biệt giống như một chiếc bottle, kết hợp cùng với Bill Driver để nâng cao sức mạnh của mình. Anh đã lao tới với sức mạnh từ Tang Tang, đúng như một cỗ xe tăng. Anh ấy vả hình dạng Dragon của Evolve như con. Lượng Hazard trong người cô ấy đang tăng vượt bậc, từ 6 chấm và ngày càng cao hơn. Tận dụng khoảnh khắc sơ hở của Evolve, Sento đã nắm chặt lấy tài của hắn và chuẩn bị ra đòn tự hủy. Kế hoạch của anh cực kỳ thành công khi Evolve thì biến mất, chỉ còn lại Sento và mái tóc trắng. Có lẽ vụ nổ vừa rồi đã làm cho anh bạc tóc và trở thành một thiên tài đích thực hay chăng? Như dự kiến, Banjo cũng đã được giải thoát thành công, nhưng kẻ ngồi dậy với giọng nói quen thuộc: người không phải là Sento, Evolve. Móc ra trong người của Sento chiếc bottle Rabbit, chuyển hóa thành Rider với cậu nổi Phase 3, Evolve Rabbit. Sức mạnh của Evolve Rabbit không được thể hiện quá nhiều, nó cũng giống như Rabbit của Sento, thiên về khả năng dẻo dai và linh hoạt trong chiến đấu. Những đòn thế không quá hùng dũng như Dragon, cũng không quá gian xảo như Cobra, nó thể hiện sự linh hoạt của loài thỏ và khả năng dẻo dai để tấn công liên tục kẻ thù. Đó là tất cả gì mà hình dạng Rabbit Evolve thể hiện.